cũng có nghe một cái tin về một số cái nghị định, cái chuyện này chuyện hơi chuyện lớn, nhưng mà Dũng cũng muốn cho một số ý kiến vì bản thân Dũng ra đường rất nhiều và Dũng hay ở ngoài đường nhiều hơn là ở trong nhà, nên Dũng cũng có một số cái kinh nghiệm thực tế Dũng muốn chia sẻ và cũng như có một phần ý kiến nào đó để giảm bớt một số cái luồng ý kiến mà một số bạn cũng hay dạng cũng hay bức xúc quá nhiều, là vấn đề là tất cả các xe đều phải bật đèn kể cả ban ngày và ban đêm để tránh tình trạng tai nạn này nọ xảy ra. Liệu nó có khả thi hay không và nó có hợp lý với anh em hay không, và tất cả cái này nó gọi là cái dự thảo thôi, nhưng mà làm cho những anh em xem qua thì một số anh em cũng hay bức xúc và đưa lên mạng rất nhiều. Thì Dũng muốn chia sẻ một số ý kiến của Dũng thì mời anh em vào video này luôn. Thì ok, thì Dũng cũng chia sẻ anh em về một số cái khi nào chúng ta sử dụng những cái loại đèn gọi là đèn của chúng ta đó, thì theo Dũng cũng chạy thì anh em nên khi nào mà ban đêm thì chắc chắn chúng ta phải bật đèn rồi, nếu chung không bật đèn thì cũng không có chạy được và đôi lúc cũng vi phạm này nọ tùm lum. Thì đó là ban đêm, và hai là anh em ở dưới cái chạy qua một số cái hầm gọi là giống như ở tên thành thị này gọi là thành phố thì có cái hầm Thủ Thiêm, thì anh em chạy qua cũng nên bật đèn nha. Ok, thêm một cái trường hợp mà anh em cần phải bật đèn đó là lúc mà dạng giống như những cái lúc mà trời mưa mà tối thui á, dạng anh em đi ngoài mưa lớn rất nhiều thì anh em cũng nên bật đèn. Thì khi bật đèn thì phương tiện khác người ta thấy cái ánh sáng, người ta có thể né anh em và tránh tình trạng tai nạn. Đó là một số cái trường hợp là anh em nên bật đèn là nó hợp lý nhất, và tất cả mọi người đều ok hết, đều ủng hộ và mình thấy ai cũng làm theo hết. Thì đó là một số cái trường hợp. Nếu mà thật sự có cái trường hợp là anh em nên bật đèn ban ngày thì đó cũng là một số cái nó sẽ làm ảnh hưởng cho, đặc biệt là ảnh hưởng tới xe của chúng ta, là xe chúng ta nhiều bạn đôi lúc sống bằng nghề shipper hay là những nghề dạng đi ngoài đường, thì không lẽ anh em bật đèn suốt cả ngày và anh em chạy mười mấy tiếng đồng hồ hoặc 20 tiếng đồng hồ anh em cứ bật suốt thì đèn nào mà chịu nổi nha anh em. Thì một số xe thì đôi lúc đâu có sử dụng những cái đèn led này nọ đâu, nó giảm điện và nó sáng hung thì nó sẽ làm lẹ đứt bóng lắm. Và thứ hai là cái bình của chúng ta, cái bình ắc quy của chúng ta thì nó làm sao mà nó tải nổi cái dạng giống như là điện lúc nào cũng nóng hết, và đặc biệt là đi ngoài nắng nữa. Ok, đó là một số cái mình thấy khuyết điểm là không nên bật đèn vào ban ngày nha. Thêm một cái phần là chúng ta không nên bật đèn vì ban ngày, vì đa số chúng ta đang sống ở dạng không phải là những cái nước bên nước ngoài, những nước mà có sương mù tối thui có tiết này nọ, thì chúng ta bật đèn suốt thì họ thiết kế những cái dạng bóng đèn phù hợp, và những bóng đèn đó nó dạng giống như là nó có tuổi thọ cao. Còn những bóng đèn của đem về Việt Nam thì đôi lúc anh em độ chế tá lả một bên hết, anh em ra ngoài đường mà trời dạng trời nóng, trời sáng nữa, mặt trời anh em thấy nó sáng trưng luôn, thì đôi lúc chúng ta xịt nó còn nóng thêm, nó tăng thêm nhiệt độ cho xung quanh môi trường và tăng thêm dạng giống như lẻ đứt bóng nữa. Đó là một cái khuyết điểm mà mình thấy cũng không có hợp lý nha. Ok, trường hợp mà mình thấy không có hợp lý đó là khi anh em thường anh em chạy ngoài ban ngày thì anh em thấy ánh sáng chúng ta rất nhiều và chúng ta bật đèn thật sự nó cũng không có tác dụng gì hết. Đôi lúc nhiều cái đèn nó bật liên tục, và đặc biệt là mình sống ở những thành phố lớn giống như Dũng hiện tại đi, cũng sống ở Sài Gòn, thì đôi lúc anh em biết cái lượng xe nó như thế nào, mỗi lần kẹt xe nó đùng số lượng bao nhiêu, mấy ngàn chiếc ai cũng bật đèn hết, người này bật đèn người kia bật đèn, lại chói qua chói lại, đôi lúc ánh sáng nó làm cho những cái người quan sát họ thêm giống như là họ bị mờ cái con mắt nữa, giống như anh em tiếp xúc vô đi ngoài nắng, anh em thấy ánh sáng mặt trời quá nhiều, anh em vừa vô nhà là tối thui luôn, con mắt anh em tự nhiên tối thui thôi. Đó, giống như chúng ta bị xây sẩm mặt mày vậy đó. Đó mình thấy một trường hợp cũng không có hợp lý nha anh em. Ok, một cái trường hợp nữa, nếu mình thật sự cái này nó có thể là dự thảo thôi, một số anh em cũng hay nhớ lại là tất cả những cái luật hay gì đó thì đường đưa ra thì nó dạng là dự thảo thôi nha anh em, chưa có thật sự áp dụng và tất cả mọi người chưa có ai áp dụng hết. Nếu mà thật sự tất cả mọi người áp dụng thì anh em có nên có những cái ý kiến gọi là bức xúc mạnh dạng, một số anh em hay bức xúc mạnh dạng chửi rủa này nọ, mình thấy cũng hơi sót nha anh em.
vì thật sự nó chưa có thật sự áp dụng, nó mới dự thảo thôi anh em, không nên dùng những cái từ ngữ nó hơi chua chát, đôi lúc nó ảnh hưởng tới cuộc sống của anh em và đôi lúc nó làm cho cái lịch sử anh em cũng hơi bị chua nha. Thì đó là một cái lưu ý mà anh em nên nhớ, là chỉ là dự thảo thôi, chưa có áp dụng. Ok, thêm một cái là mình nghĩ nếu mà thật sự cái này nó áp dụng và mình thấy một số cái nó mình chia sẻ những cái nhược điểm mà nếu mà nó bật đèn suốt cả ngày thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thứ. Còn nếu mà thật sự nó áp dụng thì anh em nên chuyển qua xài những cái loại đèn led, và bình thì đôi lúc anh em chắc cũng phải thay bình rất nhiều, và anh em cần phải sử dụng xe tiết kiệm như thế nào nữa. Thí dụ đi ban ngày thì ban đêm chúng ta không nên đi nữa, và chúng ta đi vài tiếng đồng hồ chúng ta ngưng, chúng ta nghỉ, chúng ta đợi chút xíu chúng ta đi tiếp. Chứ nếu mà chúng ta đi đường dài hoặc chúng ta làm những công việc mà chạy suốt ngày ngoài đường á thì lẹ đứt bóng lắm, và nó ảnh hưởng tới xe của chúng ta rất nhiều nha. Ok, đó là một số cái ý kiến của Dũng. Ok, bây giờ Dũng đã chia sẻ anh em một số cái ý kiến của cá nhân mình và một số cái ưu khuyết điểm là nếu mà chúng ta bật đèn suốt ngày ban đêm, bất kể lúc nào chúng ta cũng bật đèn suốt thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới xe, ảnh hưởng tới một số cái thứ khác mà Dũng đã chia sẻ anh em trong cái phần trước. Thì anh em nào cảm thấy video này hay ý nghĩa, anh em có những cái thắc mắc hoặc có những cái nào mà hơi bức xúc thì hai anh em có những ý kiến hay thì anh em comment bên dưới cho mình nha, thì để cho mình biết, và anh em cứ cho những ý kiến đi thì nó cũng là góp phần cho anh em có được những cái ý kiến tốt cho những người khác, những người mà cấp trên người ta có thể là cân nhắc và điều chỉnh, chứ đừng có dùng những từ ngữ nó hơi mạnh bạo, đôi lúc người ta cũng không thích nha anh em. Ok, video của mình tạm dừng tại đây nha anh em. Hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.